Tỳ kheo Alecha nghe Phật nói như vậy liền hỏi: Phật vì ai mà nói các sự việc ấy? Phải vì hàng đệ tử Bạch Y mà nói ra như vậy, chẳng phải vì hàng xuất gia. Tỳ kheo là người thọ pháp xuất gia, ở trong chúng tăng tự phát lời nguyện rằng suốt đời tôi chẳng thọ dâm dục. Bởi vậy nên người xuất gia phạm dâm dục thì phải ra ngoài tăng chúng. Vì sao? Vì đã thể nguyện rồi mà còn phạm tội là cố tình, đã thọ giới cấm của Phật mà còn trái là phạm hai tội. Vì nếu tỳ kheo thấy người Bạch Y được đạo mà xem tự thân mình đồng với người kia thì phải bị thêm một tội nữa vậy. Nên phân biệt có hai hạng Bồ Tát tịnh Phật quốc độ: hàng Bồ Tát tại gia, hàng Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát tại gia thọ năm dục chẳng có tội, ví như ở cõi trời Đâu Xuất và cõi uất Đàn Việt. Người tuy có thọ năm dục mà chẳng khởi trọng tội, còn người xuất gia đã theo Phật chẳng được thọ năm dục như người tại gia vậy. Trong Pháp Tiểu Thừa, vị tỳ kheo Alecha có nói rằng nếu thấy có người phạm trọng tội mà sanh tâm hối hận nhiều thì phải biết người đó đã tịnh Phật quốc độ, đời đời hành pháp sáu pháp ba la mật và tu ba giải thoát môn. Người ấy tuy có thọ năm dục mà chẳng bị nhiễm trước. Trong kinh nói, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật phải tự tâm niệm, tự vào bốn thiền, tự tu ba bảy phẩm trợ đạo để giáo hóa chúng sanh. Bồ Tát lại phải tự nguyện làm Phật, suốt đời hành bốn thiền, dẫn đến hành ba bảy phẩm trợ đạo. Do nhân duyên phước đức như vậy, nên Bồ Tát vì chúng sanh thọ năm dục mà chẳng bị chướng ngại. Vì sao? Vì trong vô lượng kiếp, Bồ Tát đã phát nguyện, ta phải tùy thời tùy nơi mà hành đạo, thành tựu đầy đủ các thiện pháp. Bồ Tát tự thành tựu hết thảy các thiện pháp, cũng dạy chúng sanh thành tựu hết thảy các thiện pháp. Do thành tựu các thiện pháp mà Bồ Tát được thân đoàn chánh và cũng khiến chúng sanh được thân đoàn chánh. Bồ Tát tịnh Phật quốc độ như vậy nên chọn chẳng sanh vào ba đường ác. Hỏi: các đức Phật vì thấy chúng sanh khổ mà thị hiện sanh ở trong thế gian, trải rộng đại từ đại bi thương xót chúng sanh và cứu vớt chúng sanh ra khỏi các bể khổ. Nếu chẳng có khổ não, chẳng có ba đường ác, thì làm sao phát tâm thương xót chúng sanh được? Đáp: Phật ra đời vì muốn độ chúng sanh, thế nhưng chúng sanh ở trong ba đường ác chẳng thể độ ngay được. Phật chỉ khiến chúng sanh ở trong ba đường ác kết thiện duyên, gieo trồng thiện căn mà thôi. Bởi vậy nên Phật được gọi là bậc thiên nhân sư, bậc thầy của hàng trời và hàng người. Hỏi: nếu phải vì thương xót chúng sanh mà tịnh Phật quốc độ, thì vì sao vẫn có chúng sanh ở trong ba đường ác? Đáp: Phật thương xót chúng sanh bình đẳng, chẳng có sai khác. Ở nơi đây nói đến các nhân duyên thanh tịnh, nên nói ở trong quốc độ chẳng có ba đường ác. Bồ Tát tịnh Phật quốc độ phải thanh tịnh cả tạng quốc độ lẫn tịnh quốc độ. Ở trong tạng quốc độ có đủ năm đạo chúng sanh, ở trong tịnh quốc độ chẳng có hàng trời người tu hành. Có tịnh quốc độ chẳng có hàng trời người, mà chỉ riêng có thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật. Vì như ở cõi nước của Đức Phật quá khứ Thiên Vương, chỉ có thanh văn duyên giác Bồ Tát và có Đức Phật Thiên Vương là vị Pháp Vương. Có tịnh quốc độ chẳng có ba đường ác, vì nơi đây chẳng có tà kiến. Hỏi: các Đức Phật chỉ vì muốn trừ tà kiến phiền não cho chúng sanh mà thì hiện ra đời. Nếu chẳng có ba độc, chẳng có các phiền não khác, thì chư Phật ra đời để làm gì? Đáp: có thuyết nói, nếu ở trong cõi nước có các nhân duyên phước đức lớn, thì ở nơi đó chẳng còn có ba độc cùng các tà kiến. Có thuyết nói, các Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, được công đức lớn, thường tu tập sáu pháp ba la mật, thường đi khắp mười phương để độ thoát chúng sanh. Càng gần Phật đạo bao nhiêu, thì Bồ Tát lại càng làm lợi ích cho chúng sanh bấy nhiêu. Hỏi: Phật Pháp dùng ba thừa đạo để giáo hóa chúng sanh, như vậy vì sao chỉ nói nhất thừa mà thôi? Đáp: ý Phật muốn nói ở nơi nhất thừa mà phân biệt ra có ba thừa vậy. Hỏi: vì sao các Đức Phật A Xúc Bệ, A Di Đà chẳng ở trong đời ác năm trưởng? Vì sao các Đức Phật này chẳng ở trong đời ác năm trưởng mà ở cõi nước các ngài cũng vẫn có ba thừa đạo? Đáp: tất cả các Đức Phật ở quá khứ, ở hiện tại đều dùng ba thừa giáo để độ thoát chúng sanh. Các Đức Phật ở vị lai cũng sẽ làm như vậy. Phật chẳng có chấp vô thường, khổ vô ngã, nhưng khi chúng sanh điên đảo chấp thường là ngã, thì Phật mới phải vì họ nói đến vô thường, khổ và vô ngã vậy. Nếu chúng sanh chẳng còn các chấp thường, lạc và ngã, thì Phật chẳng cần nói đến vô thường, khổ, vô ngã. Vì sao? Vì chẳng có bệnh thì chẳng cần phải cho thuốc.
Lại nữa, Phật dạy chẳng có ngã sở, chẳng có các phiền não kiết sử, chẳng có nhị thừa, nên cũng chẳng có các quả thành văn, chẳng có đạo bích chi Phật vậy. Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn rồi, nhất tâm hướng về thật tướng pháp, được các Đà La Ni Tam Muội tu lên các địa. Bồ Tát muốn cho chúng sanh được nghe pháp, nên khiến các cây vang ra tiếng pháp vì diệu. Ở khắp cõi nước đều có các cây quý đó, nên ở đâu đâu đi đứng nằm ngồi, chúng sanh đều được nghe pháp, khiến họ chẳng sanh tạp tâm mà chỉ sanh pháp nhẫn mà thôi. Hỏi: Các đức Phật có vô lượng thần lực bất khả tư nghỉ, như vậy vì sao các ngài chẳng hiện thân để thuyết pháp độ sanh mà phải nhờ đến các cây phát ra tiếng pháp? Đáp: Chúng sanh rất nhiều, nếu chỗ nào Phật cũng hiện thân thuyết pháp thì chúng sanh sẽ chẳng tin, cho là huyễn hóa, chẳng có kính trọng. Vì chẳng có kính trọng nên nghe pháp mà họ chẳng được khai ngộ. Trái lại, nếu họ nghe loài cây hoặc nghe lời xúc sanh nói pháp thì họ lại dễ sanh tâm tín thọ. Trong kinh Bổn Danh có chép một chuyện sau đây: Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn là Bồ Tát hiện thân xúc sanh để vì người nói pháp, người cho đó là rất ít có nên sanh tâm tín thọ. Xúc sanh là loài hữu tình mà người nghe còn tín thọ, chẳng có khinh nhờn. Hùng nữa, cây là loài vô tình mà phát ra diệp âm thanh thuyết pháp, ắt người nghe phải tín thọ nghĩa của không vô tướng và vô tác vậy. Vì sao? Vì có Phật hay chẳng có Phật thì hết thảy các pháp vẫn thường là không. Vì thường là không nên là vô tướng, vì là vô tướng nên là vô tác, vì là vô tác nên tiếng pháp thường vang lên cả ngày lẫn đêm ở cõi nước của Bồ Tát, là do các thần thông khẩu lực tự nhiên biến hóa ra các diệu âm thanh đó. Như vậy gọi là tịnh Phật quốc độ. Các âm thanh vang ra cũng thường tán thành công đức của các đức Phật. Người nghe danh hiệu của các đức Phật như vậy sẽ được đạo, dẫn đến cũng sẽ được thành Phật. Như vậy cũng gọi là tịnh Phật quốc độ. Hỏi: Phật tu khổ hạnh vì chúng sanh thuyết pháp mà chúng sanh chẳng còn được đạo, hoặc nữa là chỉ nghe danh hiệu các đức Phật mà họ có thể được đạo hay sao? Đáp: Ở các cõi nước có rất nhiều lối thuyết pháp, người nghe danh hiệu các đức Phật lâu ngày cũng có thể được đạo vậy. Ví như trong kinh Pháp Hòa có nói, làm phước đức dù lớn hay nhỏ cũng đều có thể thành Phật. Người nghe danh hiệu Phật mà sanh được hết thảy trí thì sẽ được đạo. Nếu nghe mà chẳng kính trọng, nghe mà sanh tâm nhị thừa thì chẳng trồng được thiện căn nơi pháp tánh sanh thân của Phật vậy. Lại nữa, thật Phật có vô lượng vô biên quang minh. Quang minh của Phật sáng tỏ hơn ánh sáng của mặt trời mặt trăng rất nhiều. Khi Phật thuyết pháp, quang minh của Phật tỏa ra khắp cõi nước. Vì căn cơ và đức độ của chúng sanh có sai khác nhau, nên có chúng sanh thấy được quang minh của Phật mà được đạo, có chúng sanh nghe được pháp Phật dạy mà được đạo. Như vậy có thấy có nghe mới thấy được thâm tín công đức của Phật. Vì sanh tâm thâm kính Phật nên mới trồng thiện căn. Vì đã trồng thiện căn nên quyết định sẽ được làm Phật. Lại nữa, pháp Phật là chân thật pháp, bởi vậy nên người nghe được pháp Phật dù chẳng phải từ kim khẩu của Phật thuyết ra cũng vẫn tín thọ vậy. Hỏi: Vì sao có người theo Phật Thích Ca Mâu Ni nghe pháp mà vẫn khởi tâm nghi? Đáp: Có rất nhiều nhân duyên. Hoặc có người phước mỏng, chẳng trồng thiện căn, chẳng gần gũi các bậc thiện tri thức nên nghe pháp mà khởi tâm nghi. Hoặc có người thâm chấp ngã kiến, biên kiến cùng các tà kiến khác, hoặc bị các phiền não che tâm nên nghe lời Phật nói mà cho là chẳng phải Phật nói, nghe lời chẳng phải Phật nói ra mà cho là lời của Phật, do vậy mà khởi tâm nghi. Hoặc có người bị ba độc che tâm, chẳng tùy thuận các bậc thiện trí thức, chỉ tùy theo ý riêng của mình mà tự giải. Hạng người này khi nghe nói hết thảy pháp đều là rốt ráo không, thấy chẳng tùy thuận theo ý mình, đem cho đó là chẳng phải lời Phật dạy, chẳng phải là pháp. Do vậy mà khởi tâm nghi, pháp thì cho là phi pháp, chẳng phải pháp, còn phi pháp thì cho là pháp. Những hạng người như vậy, do tội phá pháp nên khi mạng chung sẽ phải bị đọa vào ba đường ác. Bởi vậy nên Bồ Tát khi được vô thượng Bồ Đề thấy chúng sanh qua lại trong các đường sanh tử, để dùng Phật lực dẫn họ ra khỏi các đường ác, khiến họ được an trú trong chánh định tụ, như vậy gọi là tịnh Phật quốc độ. Ở nơi tịnh độ chẳng có lỗi lầm, vì ở nơi đây hết thảy pháp, dù là thế gian, dù là xuất thế gian, dù là hữu lậu, dù là vô lậu, dù là hữu vi, dù là vô vi, vân vân, đều là bình đẳng, chẳng có chướng ngại. Ở cõi nước này,
Đất thường sanh ra bảy bóng, chúng sanh đều được thân đoan chánh, được tướng tốt trang nghiêm, thân có được vô lượng quang minh, thường được nghe pháp âm, thường chẳng xa rời sáu pháp ba la mật, dẫn đến chẳng xa rời 18 bất cộng pháp. Ở cõi nước đó, chúng sanh quyết định sẽ được vô thượng Bồ Đà. Hỏi: trước nói chúng sanh nào nghe được danh hiệu Phật quyết định sẽ được thành Phật, này lại nói chúng sanh nào nghe thuyết rằng ở nơi thật tướng các pháp chẳng ngăn ngại nhau mà sanh tâm tín thọ cũng quyết định sẽ thành Phật. Các trường hợp này có gì sai khác nhau chăng? Đáp: chúng sanh nào thường thấy Phật, thường nghe pháp, thường trao trồng thiện căn, thường tu tập Phật pháp sẽ mau được thành Phật. Còn người nghe danh hiệu Phật mà sanh tâm tín thọ, mặc dù quyết định cũng sẽ thành Phật nhưng lâu hơn, chẳng bằng được hạng người nói trên vậy. Tất cả đều là tướng tịnh Phật quốc độ cả. Phẩm thứ 83, Tất Định. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát quyết định làm Phật hay chẳng quyết định làm Phật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát quyết định chẳng phải chẳng quyết định làm Phật vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, quyết định ở nơi đâu? Quyết định trong đạo Thanh Văn, trong đạo Bích Chi Phật hay trong đạo Phật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát chẳng phải quyết định ở trong đạo Thanh Văn, đạo Bích Chi Phật, là quyết định ở trong đạo Phật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, là sơ phát tâm Bồ Tát quyết định hay là tối hậu thân Bồ Tát quyết định? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, sơ phát tâm Bồ Tát quyết định, bất thối chuyển Bồ Tát quyết định, tối hậu thân Bồ Tát cũng quyết định. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, quyết định Bồ Tát có bị đọa vào trong ba đường ác chăng? Phật dạy: Chẳng vậy, này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Người được bốn quả thanh văn, được đạo Bích Chi Phật, có bị đọa vào ba đường ác chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, cũng như vậy, từ sơ phát tâm, Bồ Tát tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiện định, trí huệ, đoạn hết thảy các bất thiện pháp, thì chẳng có lý nào phải bị đọa vào ba đường ác, hoặc phải sanh vào những nơi biển địa, vào những nhà ác tà kiến, những nơi chẳng nghe nói đến Phật pháp tăng. Này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm, Bồ Tát đã hướng về vô thượng Bồ Đề, nên chẳng có lý nào lại thâm tâm hành 10 bất thiện đạo. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như có nói trong kinh Bổn Danh, nếu Bồ Tát nào đã thành tựu được các thiện căn công đức như vậy thì chẳng thể thọ các quả báo bất thiện vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì lợi ích chúng sanh mà Bồ Tát thọ các thần thích ứng, ví như khi thọ thần xúc sanh, Bồ Tát có lực phương tiện rất lớn, nên khi có ai muốn đến để giết hại mình thì Bồ Tát liền dùng tâm nhẫn nhục vô thượng, tâm từ bi vô thượng xả bỏ thân mình mà chẳng làm náo hại kẻ oán tặc. Hàng thành văn và Bích Chi Phật có được các lực phương tiện này chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng được vậy. Phật dạy: Ngài Tu Bồ Đề, bởi vậy nên phải biết rằng Bồ Tát muốn được đầy đủ tâm đại từ bi mà thọ thân xúc sanh để làm lợi ích cho chúng sanh vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát an trú trong các thiện căn nào mà thọ các thân như vậy? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, chẳng có thiện căn nào mà Bồ Tát chẳng đầy đủ. Vì sao? Vì phải đầy đủ các thiện căn mới được vô thượng Bồ Đề. Phải học đầy đủ các thiện căn rồi mới được nhất thiết chủng trí. Được nhất thiết chủng trí rồi mới đoạn giải các phiền não tạp khí vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát đã thành tựu được các thiện pháp vô lậu thành tịnh như vậy, mà sao lại còn sanh làm thân xúc sanh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Phật có thành tựu các thiện pháp vô lậu thanh tịnh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hết thảy các thiện pháp vô lậu thành tịnh Phật đều thành tựu cả. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu Phật hóa thân xúc sanh để làm Phật sự thì đó có phải thật là thân xúc sanh chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thành tựu các biện pháp vô lậu để hóa độ chúng sanh, nên thọ thân xúc sanh và dùng thân ấy làm để làm lợi ích chúng sanh cũng là như vậy. Này Tu Bồ Đề, như A-la-hán biến hóa ra các thân, có thể làm cho chúng sanh được hoan hỷ chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có thể được. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dùng các thiện pháp vô lậu thanh tịnh, tùy theo từng đối tượng chúng sanh mà thọ thần thích ứng, dùng thân ấy làm lợi ích cho chúng sanh mà chẳng thọ các khổ.
Này Tu Bồ Đà, ý ông nghĩ sao? Như nhà huyễn thuật, huyễn tác giả các hình tướng, nào là voi, ngựa, trâu, dê, người nam, người nữ, vân vân, để trình bày cho mọi người xem, thì các hình tướng ấy có thật chăng? Này Tu Bồ Đà, bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng thật vậy. Phật dạy, này Tu Bồ Đà, Bồ Tát thành tựu các pháp vô lậu thanh tịnh, hiện làm thân các loài chúng sanh, rồi dùng thân ấy làm lợi ích cho chúng sanh mà chẳng thọ các khổ. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát được trí huệ vô lậu thanh tịnh, dùng được phương tiện quán loài chúng sanh nào cần được độ, thì tùy theo loài đó mà hiện thân thích ứng để độ họ vậy. Luận hỏi, trước đây nói về tướng bất thối chuyển là đã nói về tướng quyết định rồi, này vì sao Ngài Tu Bồ Đề còn hỏi nữa? Đáp, Bát Nhã Ba La Mật rất thậm thâm, nên có nhiều môn nhiều đạo. Trước đây nói về môn bất thối chuyển, nay Ngài Tu Bồ Đề hỏi về môn quyết định. Trong tâm Phật thì hết thảy chúng sanh, hết thảy các pháp đều quyết định, nhưng vì trí thế gian chẳng đến kịp nên nói là chẳng quyết định. Trong vô lượng kiếp đã chứa nhóm vô lượng công đức, đến nay dù hiện thân tiểu thừa mà Bồ Tát dùng lực trí huệ cũng vẫn biết rõ hết thảy chúng sanh. Cho đến các vi trùng nhỏ bé tùy này chưa có thiện tâm, nhưng trải qua bao nhiêu kiếp nữa về sau cũng sẽ phát tâm làm Phật. Bồ Tát được vô ngại ở nơi hết thảy pháp nên quyết định biết như vậy. Vì trong kinh Pháp Hoa nói rằng, ở nơi Phật dù làm một công đức nho nhỏ như vẽ hình Phật, như có một lần niệm Nam Mô Phật vân vân, thì quyết định về sau cũng sẽ làm Phật. Vì ở nhiều kinh khác lại nói có bất thối chuyển và có thối chuyển, nên Ngài Tu Bồ Đề nêu lên câu hỏi, Bồ Tát quyết định làm Phật hay chẳng quyết định làm Phật? Phật dạy, Bồ Tát quyết định làm Phật. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, quyết định ở trong đạo nào? Vì Ngài nghĩ rằng vào Niết Bàn là quyết định mới hỏi như vậy. Phật dạy, chẳng phải quyết định ở trong nhị thừa, mà đây là quyết định ở trong đại thừa. Vì sao? Vì người cầu Phật đạo từ khi sơ phát tâm, khi được bất thối chuyển, dẫn đến ở tối hậu thân, đều quyết định làm Phật. Ý Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng, sau khi được bất thối chuyển rồi, Bồ Tát mới quyết định an lập trong Phật đạo. Do vậy mà Phật đáp lại rằng, và cả ba giai đoạn Bồ Tát đều quyết định, người đã quyết định như vậy ắt sẽ được làm Phật. Hỏi, ở các phẩm trước có nói rằng Phật dùng Phật nhãn quán thấy khắp mười phương thế giới, số người cầu Phật đạo nhiều như số cát sông Hằng, mà số người được bất thối chuyển thì rất ít. Này vì sao lại nói rằng ở cả ba giai đoạn Bồ Tát đều quyết định làm Phật? Đáp, Phật có dạy rằng, trước đây ta có nói Bát Nhã Ba La Mật rất thậm thâm, có vô lượng môn, bởi vậy nên có khi nói Bồ Tát thối là chẳng quyết định, có khi nói Bồ Tát quyết định là chẳng thối. Ngài Tu Bồ Đề muốn hỏi Phật, thối là thối ở chỗ nào? Sắc dẫn đến hết thảy pháp đều là rốt ráo không, đều chẳng thối. Như vậy thối là thối ở chỗ nào? Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn hỏi về hai nghĩa ấy là thật hay là chẳng thật. Cả hai trường hợp đều từ kim khẩu của Phật nói ra nên đều là thật. Ví như có khi Phật dạy hết thảy pháp là không, là vô sở hữu, có khi Phật dạy bố thí trì giới vân vân đều là những pháp hữu vi. Như vậy, vì người mới phát tâm thì Phật nói pháp hữu vi, vì người đã tu học lâu ngày mà còn chấp các thiện pháp thì Phật nói các pháp là không, là vô sở hữu. Vì người giải đãi ở nơi vô thượng Bồ Đề, tâm chẳng kiên cố thì Phật nói tu theo pháp thanh văn sẽ được độ, nếu chẳng cầu thanh văn sẽ phải ở lâu trong các đường sanh tử, phải thọ khổ lâu dài. Bởi vậy nên Phật nói, người phát tâm nhiều như số cát sâu Hằng mà người được bất thối chuyển thì rất ít. Nếu người nào tu Bồ Tát hạnh mà kham nhẫn thọ khổ thì người ấy quyết định sẽ được vô thượng Bồ Đề. Nếu người nào chẳng có kham nhẫn được thì thường chấp thành vạn đạo và bích chi Phật đạo. Lại có hơn người tu kham nhẫn được, tùy rất tầm cầu làm Phật nhưng tầm đại bi mỏng, ái chấp thân quá nặng thì cũng rất khó được vô thượng Bồ Đề. Hạng người này, phần nhiều thối tâm vì nghĩ rằng ta chẳng thể làm Phật được, ta hãy sớm thủ Niết Bàn, cần gì phải đời đời thọ khổ. Vì hạng người như vậy, Phật nói, hết thảy Bồ Tát, dẫn đến người mới sơ phát tâm để quyết định thành Phật. Kinh Pháp Hòa còn nói rõ như vậy. Hỏi, nếu hết thảy Bồ Tát quyết định thành Phật, thì vì sao Phật lại của trách những người tu theo nhị thừa, muốn nghe Pháp Bồ Tát, mà chỉ muốn thủ chứng nhị thừa? Đáp, người tu theo thanh văn khi đã lậu tận rồi thì chẳng còn các nghiệp nhân duyên dẫn sanh vào ba cõi nữa. Khi tịnh Phật quốc độ rồi,
thì vị này vẫn ở trong ba cõi mà chẳng còn sanh phiền não. Ở nơi tịnh độ, vị A-la-hán nghe Phật thuyết kinh pháp hòa mới hít được đầy đủ Phật đạo. Nếu tự cho mình đã chứng A-la-hán, đã rút giáo diệt độ mà chẳng nghe Phật thuyết kinh pháp hòa thì chẳng được đầy đủ Phật đạo. Cũng trong kinh pháp hòa, phẩm 500 vị đệ tử được thọ ký, có nói về 500 vị đại A-la-hán được thọ ký xong, vui mừng hớn hở từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật, lại dưới chân Phật và tự trách rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con thường tán niệm, tự cho mình là đã được rốt giáo diệt độ, này mới biết người vô trí mới làm như vậy. Vì sao? Vì chúng con đáng được trí huệ của Như Lai mà lại tự chấp lấy trí huệ nhỏ của mình chắc là đủ rồi vậy. Phật dạy ở nơi các cõi khác, ta cũng nói với chúng sanh phải đầy đủ các điểm nêu trên mới được thành Phật. Hỏi: Nếu A-la-hán vãng sanh cõi tịnh độ, thọ pháp thánh thần, sẽ mau được làm Phật, sao chẳng nói thẳng như vậy mà phải nói dần dà quanh co trong Phật đạo? Đáp: Người chấp pháp tiểu thừa bỏ chúng sanh, bỏ Phật đạo, lại thường tự cho mình là đã được đạo, bởi nhân duyên vậy nên hạng người này chỉ muốn thủ niết bàn, chẳng muốn thọ khổ sanh tử. Đây là hạng người độn căn, chẳng có thể mau thành Phật được. Hạng người này chẳng có thể bằng được hạng Bồ Tát trực vãng vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, trong Phật pháp có những việc bất khả tư nghị, như việc A-la-hán có thể làm Phật hay không, chỉ có chư Phật và chư Đại Bồ Tát mới biết được. Hạng phàm phu chớ nên hí luận. Việc Bồ Tát có quyết định đạo vào ba đường ác hay không, chỉ có chư Phật và chư Đại Bồ Tát mới biết được. Hạng phàm phu dù có tin, cũng chẳng sao biết được. Ngài Tu Bồ Đề nghe nói trong kinh Bổn Xanh, Phật đã từng làm thân chim thú thọ các khổ, nên Ngài hỏi Phật: Nếu Bồ Tát thọ thân xúc sanh như vậy, thì làm sao nói hết thảy Bồ Tát quyết định được bất thối chuyển? Vì bất thối chuyển là chẳng còn đọa vào đường ác. Phật hỏi lại: Người vào được thánh đạo rồi còn bị đọa vào ba đường ác chăng? Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng các bậc thánh hiền chẳng còn bị đọa vào ba đường ác, nên đáp: Chẳng vậy. Phật dạy cũng như vậy, do các nhân duyên đọa vào ba đường ác đã đoạn dứt, nên Bồ Tát chẳng còn đọa vào ba đường ác vậy. Bồ Tát từ khi sơ phát tâm đến nay thường tu tập bố thí ba la mật cùng năm pháp ba la mật khác, nên chẳng có lý nào lại phải bị đọa vào ba đường ác nữa. Bồ Tát đã tận diệt các bất thiện đạo, nhưng vì thâm tâm thường bi niệm chúng sanh mà thị hiện thọ thân trong ba đường ác, đây chẳng phải là Bồ Tát bị đọa vào ba đường ác vậy. Lại nữa, vì thương xót chúng sanh mà Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật và các thiền định hòa hợp với các hạnh từ bi, nên chẳng chấp thiền vị. Khi muốn xả thọ mạng thì Bồ Tát xả niệm về các pháp ở cõi dục, lùi về trong thiền định, nhập vào vô sở hữu xứ, nên chẳng có khổ não, chẳng tham chấp thiền vị, cũng chẳng sanh về các nơi biên địa hạ điện, chẳng sanh về cõi trời trường thọ là những nơi chẳng có Phật pháp tăng. Bồ Tát thường ưa trung đạo xa lìa cả hai biên, nên chẳng sanh về biên địa. Biên địa nói ở đây là những nơi chẳng được nghe danh tam bảo, chẳng có bảy chúng, chẳng có tôn quý phước đức, chẳng có tôn quý đạo pháp. Còn nơi nào biết tam bảo, biết tội phước, giải thật tướng pháp thì gọi là Trung Quốc và gọi là Trung Diêm Phù Đà. Bồ Tát thường ưa vì người nói pháp cũng thường thâm ái các thiện pháp, nên thường sanh ở Trung Quốc, vì ở đây chẳng có danh tà kiến. Vì sao? Vì Bồ Tát đời đời thường tu hành chánh kiến, cũng dạy người khác hành chánh kiến. Hỏi: Bồ Tát có đầy đủ các lực phước đức trí huệ, như vậy vì sao Bồ Tát chẳng sanh vào các nhà có tà kiến để giáo hóa họ? Đáp: Nên phân biệt có hai hạng Bồ Tát, đó là hạng Đại Bồ Tát đã thành tựu đại lực, hạng Sơ Phát Ý Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát có đại nguyện độ hết thảy chúng sanh, nên thị hiện thọ các thân, kể cả sanh thân vào nơi biên địa, nơi có nhiều tà kiến. Còn Bồ Tát Sơ Phát Ý thì chẳng dám sanh vào những nơi chẳng có người có thể độ được. Ví như kim loại quý đã tinh luyện thì dù ở trong bùn lầy cũng chẳng có thể bị hoại, còn các kim loại khác thì rất dễ bị sét rỉ.